Đây là một chiếc điện thoại Vertu đắt tiền đã bị ngấm nước, và nếu mà chúng ta không biết cách sử dụng thì một chiếc điện thoại Vertu rất là đắt tiền như này sẽ bị vứt bỏ đi. Và cái hiện tượng ngấm nước này là do đang để ở trong xe ô tô lạnh, sau đó mang ra ngoài môi trường nóng bị đọng nước bên Sau ngoài. khi để một thời gian khoảng 2 tiếng đồng hồ mà hộp ra đã khô rồi, hơi nước bay đi rất là nhanh. Bước tiếp theo là các bạn tháo pin ra nhé, tháo pin này, cậy pin này ra rồi lấy cái máy sấy sấy khô đi. Đấy, sấy khô đi, sấy lâu rồi nhé, sấy thật lâu rồi, cứ sấy như thế. Sau khi sấy khô và để bên ngoài khoảng một ngày thì các bạn mới cho pin vào, lắp vào. Sau đó là bật nguồn nó lên và cùng chờ đợi xem là màn hình nó có lên không. Đây là cách mà chúng ta xử lý không những với điện thoại Vertu mà với nhiều dòng điện thoại khác. Cái điều mấu chốt quan trọng nhất là khi mà nước vào thì các bạn nên bình tĩnh và không nên bật nguồn lên vội, mà phải tháo pin ra, tắt nguồn hoặc là cứ để nguyên đấy, không được bật nguồn lên và dùng máy sấy sấy. Tất nhiên là những chiếc điện thoại mà vào nước thì nó sẽ chất lượng nó sẽ không bằng những chiếc điện thoại mà không bị vào nước.